Hiện tại Sun Sale và Đình Giá đã có một cái Shopee có tên là Sun Sale và Đình Giá Store. Các bạn muốn tham khảo phụ kiện về sò lạnh, về sạc dự phòng, kể cả điện thoại vân vân mây mây, chúng mình đều bán các bạn nha. Ngoài ra có cả kênh TikTok là Sun Sale và Đình Giá. Các bạn cũng mua tham khảo phụ kiện thứ trên đấy thì chúng mình cũng đều có và mức giá rẻ nhất thị trường các bạn ạ. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và Đánh Giá. Đúng là pháp sư Trung Hoa quá nhanh luôn. Ra theo giờ Việt Nam ấy là vào 18 giờ ngày 27 tháng 12 sẽ ra mắt IQ Neo 9. Tuy nhiên bây giờ anh em có search YouTube thì tràn lan video màu sản phẩm này rồi. Các bạn ơi, hiện tại hàng ngày mình sẽ đăng những cái thông tin công nghệ ở trên trang cá nhân Facebook của mình là Trần Phú nha. Anh em có thể click đường link ở phần mô tả sẽ dẫn tới cái trang cá nhân của mình. Và các bạn nhớ cho mình một follow ở trên trang cá nhân Facebook nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có thể xem qua một chút về cái phần phụ kiện ở trên IQ Neo 9. Nói chung là sẽ không có gì đặc biệt cả. Vẫn có củ sạc 120W, có dây sạc C2C ốp lưng, rồi là que chọc SIM. Cái điều các bạn có thể để ý đến đó là cái phiên bản màu đỏ mix với màu xám rất là nổi bật luôn. Nhìn nó rất là sport, rất mang tính chất thể thao. Và theo như trailer của IQ ấy, thì cái phiên bản màu này là cái phiên bản da trơn các bạn ạ. Sản phẩm này sẽ có thêm hai phiên bản màu sắc khác, bao gồm màu xanh dương, màu đen mặt lưng kính AG nhám các bạn. Không nhựa thôi, rất là tiếc đúng không? Nếu mà với IQ Neo 9 ấy, mình mong là sẽ hợp lý để anh em mua. Tuy nhiên em biết rồi đấy, với IQ hiện tại thì cái tính phổ biến nó không quá nhiều. Thêm một vấn đề nữa là theo như cái thiết kế mình nhìn qua ở trong video ấy, thì mình thấy là hình như nó chỉ có 2 cam thôi và khả năng sẽ không có cam ultra wide giống như kiểu là IQ Neo 8. Tuy nhiên nhiều tin leak cho rằng với sản phẩm IQ Neo 9 nó có cảm biến chính Sony IMX920 với độ phân giải là 50 megapixel, hỗ trợ chống rung quang học OIS và có ống kính siêu rộng là 8M, tức là bỏ cái cam deep rồi. Con chip trang bị trên IQ Neo 9 là Snap 8/2, còn với cái phiên bản Pro theo cái tin leak là DiMe 9300. Sản phẩm này trang bị chip Q1 tự phát triển để tối ưu nâng cao về cái phần đồ họa các bạn ạ. Về màn hình, IQ Neo 9 trang bị tấm nền OLED, tần số quét là 144Hz, rất giống IQ Neo 8 đúng không? Và với cái kích thước màn hình rất là giống nhau, 6.78 inch, độ phân giải là 1.5K. Dung lượng pin được đồn đoán thì nó sẽ rơi vào khoảng đâu đấy là 5160mAh. Và cái phiên bản base ở trên IQ Neo 9 ý, nó đã là 12GB và bộ nhớ trong là 256 rồi. Đấy là một vài cái thông số cơ bản ở trên IQ Neo 9 theo hãng công bố. Và theo như nhiều tin leak các bạn ạ, nói chung là hãng có ra mắt ý, thì các kênh chỉ là đưa ra một vài cái thiết kế trên sản phẩm này thôi, chứ sẽ không có đánh giá chi tiết đâu. Khi nào mà máy ra mắt xong thì chắc chắn ở trên YouTube sẽ có nhiều kênh nói về IQ Neo 9, về hiệu năng này, về cái trải nghiệm hàng ngày nó sẽ như thế nào. Nói chung IQ Neo 9 thì mình không có kỳ vọng nhiều, chỉ mong là mức giá nó hợp lý để anh em nào muốn mua với trang bị như thế này thì có thể cân nhắc thôi. Và nếu như các bạn không có cần mua IQ Neo 9 hay IQ Neo ấy, thì các bạn có thể tham khảo một vài sản phẩm của Realme, của Xiaomi hiện tại với Shopee Sun Sale và đánh giá store mình đang bán. Tất nhiên nhá, số mình vẫn có IQ Neo 8, ngon nha, ông nào muốn mua thì có thể tham khảo. Bởi vì IQ Neo 8 số mình bán ấy, mức giá thực sự rất là tốt các bạn ạ. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem ở đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.